Dạ vâng, kênh audio Nhất Long Cơ Sở 2 xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của Nhất Long Audio Cơ Sở 2 có địa chỉ tại ngõ 14 Mễ Trì Hạ Lam, Từ Liêm, Hà Nội. Và đây là một trong những kênh chuyên test và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của bên em. Và để tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em lại tiếp tục quay lên sóng cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn một đôi loa đến từ hãng Anh Quốc. Đó là đôi loa Kip có model là 105 Series 2. Và đôi loa này về với cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả còn zin nguyên bản luôn ạ. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh tầng chi tiết độ sắc nét của đôi loa để cho quý vị và các bạn cùng đón xem. Dạ vâng, cũng như là trước màn hình nhỏ quý vị các bạn, đây là một đôi loa đến từ hãng Anh Quốc. Đôi loa Kip có model là 105 Series 2. Và đôi loa trước màn hình nhỏ quý vị các bạn, đây là một đôi loa phải gọi là độc và lạ. Đôi loa thiết kế với là hai phần riêng biệt và phần bát riêng và là hai thớt các bác nhá. Phần bát và bên trên là giải chung và giải chép riêng biệt ạ. Đôi loa là cho ra một chất âm là cực kỳ là hay ạ. Và thiết kế với là một bát 30cm trên một thùng loa. Tất cả là còn zin các bác nhá, một bát 30cm ạ. Với thiết kế là gân cao su và gân cao su ngược các bác nhé. Gân cao su ngược tất cả là còn zin hoàn toàn tuyệt đối luôn ạ. Và bên trên là thớt bên trên là giải của giải chung và giải chép các bác nhé. Giải chung là hai cái loa chung loa chép là cũng có thiết kế với là hai cái tấm lưới sắt là bảo vệ của giải loa đây ạ. Mình có thể tháo ra cũng như là vệ sinh loa hay là mọi thứ để bảo vệ loa các bác nhé. Đôi loa tất cả mọi thứ là còn zin nguyên bản luôn ạ. Đây như là giải chép các bác nhá. Đôi loa phải gọi là thiết kế độc và lạ. Về phần vỏ là với thiết kế là vỏ gỗ lạng các bác nhá. Vỏ gỗ lạng ạ, cho ra là lên cái vân gỗ là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Vân gỗ là tuyệt đẹp các bác nhé. Và đặc biệt là đôi loa là có thể thiết kế là có bánh xe bên dưới là cho các bác tiện vận chuyển hay là kê xếp các bác nhé. Không, các bác không phải bê vác gì, chỉ cần đẩy đi thôi ạ. Thùng là vuông thành sát cạnh các bác nhé. Vân gỗ là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Bên trên thì là loa chung và loa chép có thiết kế là hai thớt các bác nhá. Và hai thớt này là có thể nhấc ra hoàn toàn riêng biệt được các bác nhá. Khi mình vận chuyển hay là mình làm gì thì mình có thể là chỉ cần rút cái dây rắc này ra thôi là mình có thể nhấc được cái loa chung loa chép ra, mình vận chuyển cho tiện lợi dễ dàng hơn ạ. Cũng như là các bác nào đã biết đến đôi loa này thì các bác không thể quên được cái chất âm của đôi loa. Đôi loa cho ra chất âm là cực kỳ là hay các bác nhá. Thùng quách nó vuông thành sát cạnh ạ, không sứt mẻ gì các bác nhá. Và để phần đến phần báo giá là đôi loa Kip 105 Series 2 này, cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là 23 triệu đồng các bác nhá. Và cửa hàng bên em là trong cái mức giá cửa hàng bên em bán là cửa hàng báo là cửa hàng bên em đã bao gồm phí ship cho các bác rồi đấy ạ. Và các bác cũng đừng có quên ấn cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Và clip ngày hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.